Dạ. Dạ vâng, Lê Trung TV xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị. Dạ đầu video thì cho phép Lê Trung xin kính chúc cho toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú anh chị ơi, ngày hôm nay thì Lê Trung đi có một mình cả nhà. Thì lý do là do em Đạt cùng với Lê Trung đã gặp liên tục những cái con quỷ dữ trong cái thời gian gần đây. Thì sức khỏe của em Đạt không chịu nổi cả nhà. Và em cũng đã đổ bệnh. Hiện tại thì em đang ở trong bệnh viện cả nhà. Do tình hình là sốt rất là cao và không thể hạ sốt ở tại nhà được, cho nên là em đã vào viện để cho bác sĩ chăm sóc rồi cả nhà. Thì hôm nay thì để trở lại với những cái video mà Lê Trung chia sẻ với cả nhà về những cái căn nhà hoang có vong linh trú ngụ, cũng như là những cái căn nhà hoang có nhiều điều bí ẩn. Thì hôm nay Lê Trung lại quay trở lại cái căn trạm y tế mà Lê Trung đã ghé đây nhiều lần rồi cả nhà. Thì lần nào ghé thì Lê Trung cũng có phát hiện được vong linh trú ngụ ở đây, tại vì cái khu vực này là cái trạm y tế ngày xưa, thì cũng có rất là nhiều người đã mất ở tại đây, cũng như là do là cái căn trạm y tế này đã bỏ hoang rất là lâu và cái âm khí đã dồn về rất là nặng cho nên là nó sẽ thường xuyên xuất hiện những cái vong linh trú ngụ ở đây. Thì ngày hôm nay Lê Trung ghé trở lại đây với cái mục đích là muốn ghé trở lại đây để tìm hiểu xem có vong linh nào đã về đây trú ngụ hay chưa đó, để Lê Trung sẽ trợ duyên cho họ nha cả nhà. Với lại thì ngày hôm qua Lê Trung với Đạt đi lại cái nghĩa địa thì cũng có gặp một cái vong quỷ đầu sừng thì với cái thái độ cũng khá là khó chịu, cứ liên tục chọi đất hai anh em. Thì Lê Trung thấy nó cũng khá là khó chịu, cho nên là Lê Trung hôm nay đi có một mình. Thì Lê Trung với lại là cái sức khỏe của Lê Trung nó cũng không có được khỏe lắm cả nhà, cũng rất là yếu, cho nên là Lê Trung không có dám quay trở lại đó một mình. Thì Lê Trung ghé trở lại đây để nếu mà gặp những cái vong hiền thì Lê Trung sẽ trợ duyên cho họ một vài hôm để chờ em Đạt khỏe trở lại. Thì hai anh em sẽ quay trở lại ngay chỗ con quỷ đầu sừng đó để xem thử coi cái tình hình của nó như thế nào. Rồi với lại thì Lê Trung cũng phải chờ cái linh lực của Lê Trung nó phục hồi lại cả nhà. Thì liên tục dạo gần đây thì Lê Trung gặp phải rất là nhiều những cái vong linh dữ, cho nên là sức khỏe của Lê Trung hiện tại giờ nó cũng không có đảm bảo như trước nữa cả nhà. Đó. Thì hôm nay thì đến đây thì Lê Trung thấy ở trong đây nó cũng có cái âm khí rất là nặng, không biết là có cái vong nào về đây hay không. Rồi, để không mất nhiều thời gian của cả nhà thì ngay bây giờ Lê Trung xin phép kính mời cả nhà mình cùng theo chân Lê Trung để chúng ta sẽ tiến vào bên trong cái căn trạm y tế bỏ hoang này để tìm hiểu xem ở trong đây có vong linh nào về đây trú ngụ hay chưa, để chúng ta sẽ cùng nhau trợ duyên cho họ nha cả nhà. Rồi, thì bây giờ Lê Trung xin phép kính mời cả nhà mình cùng theo chân Lê Trung để tiến vào bên trong cái căn trạm y tế này để chúng ta xem thử xem ở trong đây nó có xuất hiện vong nào hay không nha cả nhà. Hôm nay quá đuối rồi cả nhà, mà bây giờ nghỉ thì cũng rất là khó cả nhà. Nói chung là hai anh em đi làm riết nó cũng quen tay quen chân rồi, mà giờ nghỉ ở nhà thì nó cũng rất là khó chịu. Hy vọng là hôm nay sẽ gặp những cái vong hiền để mình khỏe xíu cả nhà. Như cái nhà mình nhìn thấy thì vẫn là cái quang cảnh u ám như lúc nào. Gì trời. Trời. Chưa vô cửa nữa cả nhà.
Cho hỏi ai vậy? Có phải là vong linh đang trú ngụ ở đây không? Nếu là vong linh trú ngụ ở đây thì cứ xuất hiện ra để giao tiếp với tôi đi. Tôi sẽ trợ duyên cho. Gì thế ghê vậy trời? Chưa bước vô được tới cửa nữa cả nhà. A Di Đà Phật. Nếu có một linh đang trú ngụ ở đây thì hãy quan hỷ đi, để giao tiếp với tôi đi, tôi sẽ trợ duyên cho. Ủa, rõ ràng là mà Lê Trung thấy trong cái góc này chỗ ra nè cả nhà. Bây giờ tiêu. Để dừng từ từ tiến vào mới được. Dĩ trời. Nấu trên nóc nhà nó trôi xuống vậy cả nhà ơi. Trời. Ê. Má ơi. Chơi cục gạch cà bá luôn. Gì trời. Không lẽ gặp nữa theo ta. Đừng nó tránh dữ dưa gặp dữ dưa nha trời. A Di Đà Phật. Nếu vong linh đang trú ngụ ở đây thì xuất hiện ra đây. Sao mình cứ nói chuyện là nó chọi, nói chuyện là nó chọi. Ê. Nguy hiểm quá cả nhà. Nó phang tùm lum hết trơn à. Từ từ. Đâu ở đâu? Giữa nóc nhà rớt xuống rồi thật. Giữa sao này nó chọi tới gì nữa rồi. Ghê trời. Nếu có ai đang trú ngụ đây thì quan hỷ đi để tôi trợ duyên cho. Mình đi ra đằng trước thì nó đi ra đằng sau. Mình đi ra đằng sau thì nó đi ra tới đằng trước rồi cả nhà. Mới thấy nó chọi như vậy. Mới chọi cục gạch luôn hay gì kìa. Như trời.
Đâu mà nó trời. Trời. Đâu nó trời bịch bịch. Ôi má ơi. Không biết nó ở chỗ nào luôn cả nhà ơi. Đó. Nó đứng ở đâu vậy trời? Không có chọi trước nữa đó nha. Đó, đó, đó. Nghe thấy không nè? Bây giờ mà đâu rồi trời. Ê! Sao thấy nguy hiểm dưới trời. Chơi kiểu này chơi chơi gạch đá không, cái này chắc bể đầu chắc chết quá trời. Đâu ta? Dòng linh nào đang trú ngụ ở đây thì quan hỷ đi, ra gặp tôi đi. Tôi đến để trợ duyên thôi chứ tôi không có bắt bớ gì đâu mà làm chọi đá dữ vậy. Chọi gạch, cục gạch này. Không thấy nó cả nhà ơi. Ây da, ây da, ây da, trời, 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 chết rồi. Ây da, ây da, trời, trời ơi, nó trụi vô cái giò rồi cả nhà ơi. Ây da, ây da, trời, 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 nó ở đâu trời. Ôi da. Ôi da. Nó phàn cái giò luôn trời. À, đá không mà nó chọi cái này chết. Bây giờ biết nó nằm đâu né ra trời. Nó tránh nó vừa gặp chỗ vừa nữa rồi. Nó đứng đâu nó chậu vô chân của Lê Trung luôn đó nha. Ấy. Nó chậu nữa. Để Lê Trung đi qua cửa bên đây cả.
Trời. Chắc hàng nó chậu vô. Chậu cái này chắc chết quá trời. Đây quá trời dễ chọi cả nhà, toàn là gạch đá không. Này nó phang trúng cái đầu một cái chắc chết. Ê! Mới ăn xào này trời vô cái gì cả nhà. Có ai đang trú ngụ ở đây thì quan hỷ đi, tôi đến chỉ để trợ duyên thôi. Tôi không có bắt bớ gì đâu, tôi cũng không có làm điều gì mà tổn hại. Tôi không có làm điều gì tổn hại tới đâu. Ui. Càng nghe nó chỗ càng dữ vậy tại. Đâu rồi? Ui. Nữa trời ơi trời. Ây da. Nó đâu vậy trời? Nó hùng quá cái nhà. Đứng trong tối nó chọi ra, không thấy được nó. Đâu à? Đó, kìa. Nhìn nó trong đó nó chọi ra rồi cái nhà. Đây là chân bắt cái mai xuống.
nó đứng ở đâu nó trội mà. Kìa kìa, nó kìa cái nhà. Ok, đứng ngay đó coi. Chọi á. Chơi không? Ít. Thôi, ông đừng chọi nữa. Bây giờ ông thấy tôi đó. Tôi đâu có làm gì ông đâu. Ông chọi tôi hoài. Chọi vô. Ui. Rồi trời. Bây giờ ông đừng chọi nữa để tôi cúng kiến cho ông dùng. Ông chọi hoài. Sao cúng? Chọi trúng cái chắc nhưng sao nào luôn quá. Ê. Cái này lú lên tao quấn mày luôn. Đứng kìa nha. Bây giờ nếu mà ông không ngừng chọi là tôi sẽ đánh ông đó nha. Ông đừng trách tôi nha. Lì dữ trời. Hình như trúng nó rồi cái này. Chưa trúng nữa. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Ê! Giờ chưa trúng nữa đâu. Ê! Mày đâu à? Mệt luôn hết trời. Như trúng nó rồi cả nhà. Như trúng nó rồi hay sao? Chừng cái chục phát nó trúng nó cả nhà. Cẩn thận cái đây. Để nó chưa trúng nó giết mình ạ. Này nó đứng ngay đây nè. Cái chuồng chuồng thấy nó ngã ra đó không? Rồi không biết nó trúng nó không? Đâu rồi?
Đâu rồi? Bữa nay đi có mình không có nhân nhượng được cái này. Chưởng đó còn 5-6 cái gì. Hình như trúng được một cái gì rồi. Nó không tiêu luôn rồi. Hình như trúng nó rồi. Nó không tiêu rồi. Để lấy chung người coi thì cho giáp hết người coi nó còn xuất hiện không. Để chưa trúng nó còn đặt nghi thức nó chậu kia này, chậu cái này là chết luôn. Chắc trúng nó rồi. Đi ngủ rồi nha. Rồi, bây giờ nó im rồi, để nói chung mà đặt cái nghi thức để mà nói chung cúng kiến cho nó dùng nha cả nhà. Vô nó chọi gì đâu mà liên tục luôn, không có nói chuyện được gì với nó hết. Chờ dùng vũ lực. Mệt đổ một hồi. Mệt luôn cái trời. Chắc là này chưởng trúng nó rồi. Mệt luôn. Đuối người. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh, Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây cũng có cái ý nguyện là muốn được trợ duyên cho vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông quan hỷ hỷ xả cho vong linh đang trú ngụ ở trong cục thổ của các ngài các ông ra đây để nhận hưởng những phần lễ mà ngày hôm nay anh em tụi con mang tới đây. Cũng có cái ý nguyện là muốn được cho họ no lòng ấm dạ hơn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình lui ra thử cho nó có dùng không nha.
Trời ơi trời, gặp lũ đạn nữa là thật tình tức chứ. Trời ơi, có đá nè. Chi tỉnh tức ghê luôn, quấy hết trơn. Đúng mà đánh vô dừa gặp vô dừa thiệt cả nhà, đánh không dám lợi con quỷ đầu sừng ở đây gặp thứ này không còn tức hơn. Lại luôn thì chứ trời, nhang đèn những chậu bị bánh xác hết trơn. Ngon lắm. Cúng cho ăn không chịu ăn ha. Phá. Cái này tao về rồi, lần sau lại tao tính mày. Rồi cả nhà, chắc bây giờ thì Lê Trung sẽ lui khỏi đây luôn nghe cả nhà. Chứ bây giờ đi có mình mà ở đây hoài hồi sợ nó chọi, nó chọi trúng mình nữa cả nhà. Nó chọi nát hết trơn nè, bể nát hết trơn nè. Gặp đá không tình, cúng cho ăn không chịu ăn phá. Cày thiệt chứ. Rồi bây giờ thì Lê Trung về luôn nhé nè, để về Lê Trung xem lại cái con quỷ này nữa, nó là con quỷ gì đây mà. Rồi nếu mà cả nhà thấy có xem được những video của Lê Trung đó cả nhà, thì rất mong cả nhà mình hãy để lại cho Lê Trung xin một like nha, cũng như là một đăng ký kênh để tạo động lực cho Lê Trung có thể là vượt qua những cái hoàn cảnh như thế này nha cả nhà, cũng như là vượt qua những lúc mà sức khỏe nó không được tốt nha cả nhà, để Lê Trung có động lực mà còn có thể là hoạt động thêm lâu dài nha cả nhà. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video lần sau nha.